âm thanh do thanh phủ phát ra thậm chí còn kinh động cả thủ vệ của côn luân phái các thủ vệ vẻ mặt đầy đề phòng chạy đến rầm rầm nhưng kết quả chỉ thấy trên không trung của tiên đài có một con tàu bay nhỏ đến không thể nhỏ hơn đang đảo quanh chỉ bé hơn hạt tiêu nhưng động tĩnh gây ra còn lớn hơn tàu bay của các đại tông môn đội ngũ ngô kiếm phái cũng xem đến trợn mắt há mồm bọn họ biết mấy người diệp tố tố ở trong phòng chế tạo cái gì đó khi gần đến tiên đài côn luân thì nhóm của diệp tố tố xuống tàu trước họ lấy ra một cái tiểu tàu bay kỳ quái ở dưới dán mấy lá huyền phù để nó nổi trên không trung, thậm chí còn không dùng linh thạch để điều khiển tàu mà chỉ có thể dựa vào khóc huyết kiếm kéo về phía trước. Lúc ấy nhìn bảy người Diệp Tố Tố ngồi tiểu tàu bay rời đi, các đệ tử ngô kiếm phái cảm thấy chưa sót đồng tình không thôi. Hiện giờ, đồng tình cái dám gì, chưa sót cái vẹo gì, toàn bộ biến mất không còn một mảnh, thiên cơ môn đỉnh thật sự, chiếc tàu bay bé tí đó còn kiêu ngạo hơn đại tàu bay của bọn hắn. Mã Tòng Thu nuốt nước nước, nước nước miếng, hắn cảm thấy có chút hâm mộ, từ Trình Ngọc ngửa đầu nhìn tàu bay đang chậm rãi hạ xuống tiên đài, lời nói mang theo ý cười. Quả không hổ là Diệp Tố Tố, chỉ có thiên cơ môn bọn họ mới nghĩ ra được đồ vật quái trừ như vậy. Trung quanh ồn ào náo động ngất trời, tất cả mọi người đều đang thảo luận thiên cơ môn rốt cuộc là tông môn nào, nếu không có chút bản lĩnh thật đúng là không làm ra được loại sự tình này đâu, thậm chí còn có người lấy ra tố hồi ngọc bàn quay lại một hồi kỳ ba giữa không trung vừa rồi. Đây là tàu bay sao? Nhìn không giống, trên đó hình như còn có đặt ghế dựa, không đúng là ghế dựa được dính vào thân tàu bay luôn. Đây là tàu bay do cửa hàng nhà ai làm ra vậy, tạo nghiệt nha. Mấy gương mặt này, bọn họ thật sự là đệ tử thiên cơ môn ư, không phải là người hợp hoan tông sao, có người ngơ ngẩn hỏi. Ninh Thiền Giao đứng ở trong đám người, nghe mọi người chung quanh không ngừng thảo luận về thiên cơ môn mà cả người đều nóng lên, cảm giác xấu hổ đến nỗi hít thở không thông tràn ngập trong lòng. Cảnh giới hiện giờ của nàng ta đã lên đến nguyên anh trung kỳ, đã có thần thức, tai mắt so với tu sĩ tầm thường nhanh nhạy hơn rất nhiều. Ninh Thiền Giao nghe thấy được rõ ràng nữ tử một thân y phục đỏ tươi minh diễm bước ra từ tàu bay của ngũ hành tông đã suy một tiếng nói. Hoa hoè loài loẹt. Nếu các tu sĩ xung quanh không nói nhầm người thì người nọ chính là nữ nhi của tông chủ ngũ hành tông, Liên Liên. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười nhạo của Liên Liên, lỗ tai của Ninh Thiền Giao cũng liền bắt đầu đỏ lên, trong lòng sinh ra vài phần tức giận, nàng ta không rõ vì sao Diệp Tố Tố lại muốn tới tông môn đại Bỉ làm mất mặt như vậy. Từ tàu bay sau khi thực hiện các màn trình diễn hiệu quả nhận diện cao nhưng cay mắt người xem thì cuối cùng cũng chậm chậm đáp xuống tiên đài, Diệp Tố Tố thu lại khắp huyết kiếm, trả cho Du Phục thời. Toàn bộ tàu bay bắt đầu hự hữ hự run lắc, một đường giật giật nảy nảy hạ xuống tiên đài, cũng may cuối cùng cũng bình an đáp xuống. Tàu, bay, này, cần, phải, cài, tiến, Minh Lưu xa chậm gì gì phun từng chữ nói. Đúng vậy, Tây Ngọc đỡ đỡ cây châm trên đầu, gật đầu mười phần tán đồng lần sau sửa lại một chút diệp tố tố dừng hẳn tàu bay lại nàng đứng dậy định bước ra ngoài thì dư quang nhìn thấy tiểu sư đệ vươn một bàn tay tới nàng liền theo bản năng nắm lấy dẫn hắn bước xuống tàu chân hắn gãy rồi à dịch huyền đang định bước ra khỏi ghế để xuống tàu nhìn thấy hành động của hai người thì không khỏi dừng lại hỏi diệp tố tố diệp tố tố ngại ngùng tăng hóng một cái hỏi ngược lại hắn Ngu sư đệ cũng muốn tỉ sát đệ sao sắc mặt dịch huyền liền biến đổi không cần nói đoạn hắn nhanh chóng phi xuống tàu nhìn bộ dáng từ phía sau như là đang chạy chối chết du phục thời vốn chưa bao giờ phản ứng lại dịch huyền nay như mày nhìn diệp tố tố người dắt hắn làm cái gì từ lúc tiểu tàu bay đáp xuống là bọn đã chịu vạn người chú mục linh thiển giao lạng yên không một tiếng động lui về phía sau không muốn bị mấy người diệp tố tố nhìn thấy càng không muốn có quan hệ gì với bọn họ không xem nữa một nam tử với đôi mắt hẹp dài Diện mạo Tuấn Mỹ luôn ở bên cạnh che chở cho Ninh Thiển Giao từ nãy đến giờ cúi đầu hỏi nàng ta. Không xem nữa, giản hồ, chúng ta trở về đi, Ninh Thiển Giao kéo kéo ống tay áo của hắn. Nhưng mà trước khi nàng ta xoay người rời đi thì lại thấy liên liên đi tới bên cạnh Diệp Tố Tố, nàng ta chần chờ một hồi lại đứng lại, muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ nhi của tông chủ ngũ hành tông đó, thoạt nhìn không phải người dễ nói chuyện. Tàu bay của các người thật là riêng rối loài loẹt liên liên ôm hai tay trước người, khẽ nâng cầm hỏi. Lần sau chở ta một vòng thử xem. Diệp tố tố cười đáp. Không thành vấn đề, một chuyến năm nghìn thượng phẩm linh thạch. Năm nghìn thượng phẩm linh thạch đủ mua đứt mười tiểu tàu bay của cô đó, liên liên cảm thấy Diệp tố tố đang hố mình. Tiểu tàu bay không đắt, nhưng đất ở chỗ có linh kiếm kéo nha, Diệp tố tố nói xong bật cười. Đâu phải muốn đi là có chuyến liền đâu, còn phải xem tiểu sư đệ có đồng ý hay không nữa đã các đệ tử ngô kiếm phái khác cũng ùa tới vây quanh tiểu tàu bay nhìn tới nhìn lui đầy hiếm lạ gửi một câu ta một câu bình luận dâm gian ninh Thiển giao vốn dĩ trong lòng thầm mong xem trò hay muốn chờ xem diệp tố tố mất mặt cuối cùng lại thấy một màn như vậy nụ cười trên mặt nàng ta dần phai nhạt bọn họ vậy mà lại quen biết nhau muội sao vậy Giản hồ nhìn thấy sắc mặt của ninh Thiển giao bỗng nhiên trở nên không tốt liền hỏi ninh Thiển giao lắc đầu một lần nữa treo một nụ cười lên mặt sau đó lôi kéo nam nhân mắt phượng vội vàng rời đi mọi người trên tiên đài cô luân vẫn còn đắm chìm trong nỗi oanh tạc mà thiên cơ môn mang lại còn chưa thể nào hoàn hồn thế nên chờ đến khi vạn phật tông đi bộ chân trần lên tiên đài cùng với hợp hoan tông giải hoa xuất hiện thì mọi người đều không còn cảm thấy chấn động cảm xúc nữa so với cú sốc tinh thần vừa nãy thì hai màn này chỉ là mũi mấy người ở bên dưới đó sao vẻ mặt lại kỳ lạ vậy thân truyền đệ tử hợp hoan tông nhan hảo mặc một thân da bào màu hồng nhạt nàng đứng trước của sổ nhìn những tu sĩ trên tiên đài côn luân mà khó hiểu hỏi một câu biểu tình của mấy người này cùng với biểu tình chấn động kinh diễm trong tưởng tượng của nàng không giống nhau lắm nhất định là vì tàu bay khổng lồ tuyệt đẹp của hợp hoan tông chúng ta khiến cho ngơ ngác không thốt nổi nên lời rồi một thân truyền đệ tử khác là mai Cửu nhân kiêu ngạo nói huống chi là chúng ta một đường giải hoa đến đây Ngoài trường hợp hoan tông chúng ta thì còn có tông môn nào có thể làm ra được oanh động quy mô lớn như thế. Chờ sau khi tàu bay đáp xuống tiên đài, các đệ tử hợp hoan tông toàn thân mặc xa vào hồng nhạt, đạp trên làn gió thơm bước xuống. Mỗi một vị đệ tử đều có tướng mạo cực đẹp, mỗi mỹ nhân có một phong cách khác nhau, rực rỡ trói mắt, thậm chí khiến ánh nắng hè cũng đều ảm đạm đi vài phần. Theo lý mà nói, nhiều mỹ nhân như vậy đột nhiên xuất hiện thì những tu sĩ đang xem náo nhiệt trên tiên đài côn luân nhất định sẽ chấn động kinh diễm, thế nên các đệ tử của hợp hoan tông đã sớm chuẩn bị đón nhận những chàng tung hô nồng nhiệt nhưng mà không khí chung quanh lại trở nên thật vi diệu nên hảo ẩn ẩn phát hiện có người thậm chí còn lộ ra nét mặt thất vọng thất vọng vì sao hả có nhầm lẫn gì không đấy sao ta cảm thấy đệ tử hợp hoan tông còn không đẹp bằng người thiên cơ môn vậy các tu sĩ sớm đã bị oanh tạc qua trước đó đối với hoa cỏ gió thơm căn bản không còn thấy kinh ngạc nữa bọn họ còn ở lại đây là vì lời đồn đệ tử hợp hoan tông đều là mỹ nhân tuyệt thế kéo chân họ đến giờ phút này kết quả những đệ tử đó đẹp thì có đẹp nhưng cũng không so được với mấy người thiên cơ môn vừa rồi mọi người không khỏi hoàn toàn thất vọng theo âm thanh thảo luận mỗi lúc một lớn mai cử nhân bắt được tin tức quan trọng lướt nhìn sư muội nhan hào một cái hai người quyết định trước tách đội ngũ tìm hiểu nguyên nhân căn cơ kết quả vừa mới thò đầu đến gần thì liền nhìn thấy mấy người diệp tố tố đang đứng giữa các đệ tử ngô kiếm phái tức khắc một trận kinh diễm Vừa vạn lúc đó du phục thời xoay người quay đầu lại, khiến cho Mai Cửu Nhân cùng Nhan Hảo xem được rõ ràng khuôn mặt của hắn. Hai người sững sờ tại chỗ, hít sâu một hơi. Sau khi hoàn hồn hai người lập tức xoay người chạy về tìm tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt. Mai Cửu Nhân vừa chạy vừa hô lên. Sư phụ, ngài có phải còn mấy người đệ tử lưu lạc bên ngoài đúng không? Ngô Nguyệt vừa mới tán gẫu với tông chủ ngũ hành tông, quay đầu lại hiếp mắt hỏi. Nói mê sảng gì đó? Sư phụ, ngài nhìn kìa nhan hảo rưỡi tay chỉ vào nhóm diệp tố tố ngô nguyệt nhìn theo tay nàng vừa nhìn hai mắt liền sáng rực ngay sau đó nghiêm trang đó đúng là các đệ tử lưu lạc bên ngoài của ta rồi cái gì mà tông môn hàn huyên liền bị bà vứt sau đầu ngô nguyệt dẫn theo hai thân truyền đệ tử hùng hổ đi về phía đối diện diện tích của côn luân cực lớn năm đại tông sẽ được phân ở các khu gần nhau còn các tông môn khác thì ngoài thông hành đơn họ còn phải trả phí để thuê phòng ở trong côn luân từ Trình Ngọc đang giải thích quy tắc cho các sư tỷ đệ Diệp Tố Tố. Mỗi một tờ thông hành đơn ngoài chính mình thì còn có thể mang theo một người vào Côn Luân. Diệp Tố Tố gật đầu. Lát nữa chúng ta sẽ đi theo mọi người qua đó thuê phòng. Hai người đang nói chuyện thì bỗng người thấy một làn gió thơm bay tới. Các đồ đệ, rốt cuộc cũng tìm được mấy đứa rồi. Ngô Nguyệt vừa đi tới liền muốn nắm tay của Du Phục Thời cùng Dịch Huyền. Du Phục Thời cùng Dịch Huyền sau khi xuống tàu bay vẫn luôn tách ra đứng ở hai bên Diệp Tố Tố, Ngô Nguyệt muốn một tay bắt lấy một người nên thành ra Diệp Tố Tố bị bao ở bên trong. Dịch huyền lạnh mặt né tránh bàn tay bà vươn tới, Diệp Tố Tố như mày chụp lấy bàn tay còn lại nhưng lại chỉ chụp được không khí. Diệp Tố Tố lập tức nghiêng đầu, duỗi tay kéo du phục thời lui vào phía sau. Đây là... Khắp huyết kiếm bay lên đâm về phía Ngô Nguyệt khiến bà không thể không thu tay lại, bà kinh ngạc nhìn thành kiếm đang bay lơ lửng trước mắt. Lúc này Diệp Tố Tố mới nhận ra có điểm không thích hợp, Nàng xoay người nhìn lại thì phát hiện bản thân mình vừa rồi duỗi tay ra nắm không phải là tay du phục thời mà chỉ là không khí. Những người khác bên cạnh thì lộ ra ánh mắt mờ mịt, tựa hồ lúc này họ mới thấy ngô nguyệt đột nhiên xuất hiện. Ảo thuật, du phục thời thu hồi khớp huyết kiếm, một lần nữa đứng bên người Diệp Tố Tố, nhìn nàng khó hiểu hỏi. Người nhảy ra sao trốn cái gì? Diệp Tố Tố không đáp lời hắn, nàng nhìn dịch huyền đứng ở phía trước, khuôn mặt hắn đầy lạnh lẽo, vừa rồi hẳn là đã bị cầm tay. Ngô Tông Chủ, mấy vị này là đệ tử thiên cơ môn tông chủ ngô kiếm phái từ xa đi đến nói đừng dọa bọn họ chu kỳ lại giải thích với nhóm người diệp tố tố vị này chính là tông chủ hợp hoan tông tính tình của bà ấy có hơi kỳ quái không cần để ý hợp hoan tông toàn thể tông phái từ trên xuống dưới nổi tiếng là không có một ai bình thường ngô nguyệt nghe thấy ba chữ thiên cơ môn thì thần sắc liền có chút biến hóa lại là thiên cơ môn diệp tố tố hơi không người chắp tay nói thì ra là ngô tông chủ nghe đại danh đã lâu đã nghe nói qua về ta ngô nguyệt đánh giá nàng từ trên xuống dưới ta cảm thấy ngươi cũng là đệ tử lưu lạc bên ngoài của ta hơn một trăm năm trước ngô tông chủ cũng đã từng nói lời y như đúc với sư phụ của ta diệp tố tố thẳng người dậy chân thành nói có lẽ lần tới ngài nên sửa kịch bàn lại một chút trương phong phong là sư phụ của ngươi ngô nguyệt lại cẩn thận nhìn diệp tố tố một lần nữa ta nghe nói hắn hiện giờ đã thành một tên xấu xí. Diệp Tố Tố, người này vừa mở miệng là mắng người khác xấu xí, điểm này thật ra lại rất giống tiểu sư đệ nha. Đệ tử thiên cơ môn các ngươi chạy tới đây làm cái gì? Ngô Nguyệt lại hỏi. Sư phụ, mấy người thiên cơ môn bọn họ giành được thông hành đơn, nhan hảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện, còn lấy ra một tờ danh sách thí sinh dự thi của Đông Phương. Ngô Nguyệt nhận lấy, lếp nhanh từ trên xuống không khỏi có chức ngạc nhiên. Thiên cơ môn các ngươi vậy mà thật lấy được thông hành đơn, còn lấy luôn vị trí đệ nhất." Bà gấp danh sách lại, quay đầu hỏi Từ Trình Ngọc. "Tiểu Ngọc, cảnh giới của con bị yếu đi rồi hả?" Uy lực của thanh kiếm vừa rồi Ngô tông chủ ngài không phải cũng đã thấy rồi sao?" Chu Kỳ có điều ý chỉ nói. Điểm số của Trình Ngọc thấp một chút về tình cũng có thể tha thứ được. Huống chi thanh kiếm đó của Du Phục thời ở trên lôi đài khiêu chiến bất kể ngày đêm, điểm không cao mới lạ đó." Ngô Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía du phục thời. Ngươi chính là người giành đệ nhất ở Đông Phương. Bà đánh giá hắn một vòng, rất vừa lòng nói. Tướng mạo cực hảo, lại có một thanh linh kiếm, cảnh giới kim đan hậu kỳ cũng không tồi. Ngươi tới hợp hoan tông chúng ta đi, vị trí đại đệ tử sẽ dành cho ngươi. Mai cử nhân đứng bên cạnh lập tức liền hô lên với du phục thời. Sư huynh, hắn không hề có ý kiến với việc danh hào đại đệ tử của mình sắp bị cũ mất. Du phục thời chỉ hất cầm lếp nhìn ba người một cái, sau đó phun ra một câu xấu không đi ba người hợp hoan tông trước nay chỉ có bọn họ ghét bỏ người khác xấu hôm nay vậy mà cũng có lúc họ bị người khác ghét bỏ lớn lên xấu tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt muốn phản bác nhưng khi nhìn vào gương mặt của du phục thời thì lại yên lặng nuốt lời định nói xuống hắn đẹp hắn nói cái gì cũng đúng các đại tông môn cũng không dừng lâu ở tiên đài cô luân phái đã cử người ra anh đón dẫn tam đại tông môn đến chỗ nghỉ ngơi đoàn người thiên cơ môn cũng di chuyển theo mọi người để báo danh xử lý chỗ ở vừa đi không được bao xa thì từ sau lưng chuyển đến một trận xôn xao. Vạn Phật Tông tới. Người dẫn đầu bên trái là Tân Phật Tử sao? Đúng vậy, Cốc Lương Thiên. Diệp Tố Tố sau khi nghe thấy thì bỗng nhiên dừng lại, đám người Minh Lưu San đang đi bên cạnh cũng đứng lại theo nàng. Cộp, cộp, cộp. Pháp trượng gõ trên mặt đất tiên đài phát ra từng tiếng nặng nề, mỗi lần pháp trượng chạm xuống đất thì linh khí xung quanh nó tựa hồ cũng rung chuyển theo khiến cho mọi người không tự chủ được mà ăn tĩnh lại. Diệp Tố Tố nhìn về phía sau đoàn người, 200 đệ tử vạn Phật Tông toàn thân mặc áo tròn màu xanh xám, có cả nam lẫn nữ, vẫn chưa quy y, chỉ là dùng mũ cũng màu xanh xám trùm lên mái tóc đã được quấn gọn gàng, một tay của bọn họ cầm pháp trượng, một tay lần tràng hạt, chân để chân chậm rãi đi từng bước lên thiên đài. Dẫn dầu là tông chủ vạn Phật Tông Nhạc Kỵ, bộ dáng trông chỉ tầm 40 tuổi, uy nghiêm đoan trọng, các ngón tay đang lần chàng hạt có thể thấy rõ những đường dạn nứt. Nhạc Kỵ, cảnh giới đại thừa hậu kỳ, tuổi đã hơn một ngàn, chấp trưởng vạn Phật tông đã hơn bảy trăm năm, tu truyền ông ta đồng thời cũng là một người theo đạo thể tu, các vết nứt trên ngón tay vừa rồi cũng là do luyện thể tạo thành. Ánh mắt diệp tố tố lướt nhanh qua nhà kỵ sau đó dừng lại trên người vị Phật tu trẻ tuổi bên phải ông ta, tân Phật tử của vạn Phật tông, cốc lương thiên. Thanh tiên tu sĩ Phật tu chỉ mới hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn thiên gầy, sắc mặt bình đạm, quanh thân như có một tầng sương mù, tựa hồ có Phật ý quanh quần. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hắn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Phật tử, ít nhất là giống với tưởng tượng của mọi người hơn thân hình cao lớn, mày rậm mắt sắc của đầu tiền bối. Cốc Lương Thiên không bao lâu trước cũng đã lên tới nguyên anh trung kỳ. Tông môn đại bỉ năm nay đệ tử của các đại tông môn thật không chừa cho người khác con đường sống mà, ai nấy cũng đều là nguyên anh trung kỳ, chúng ta đến cửa sổ để thắng cũng không có. Huynh nói vậy không lẽ bọn họ không phải nguyên anh trung kỳ thì chúng ta có cửa để thắng hả? ít nhất vẫn có chút hy vọng le lói hơn hiện tại chứ diệp tố tố nghe thanh âm nghị luận nổi lên xung quanh nghiêng đầu nói với các sư đệ sư muội đi thôi tân phật tử đã lập ai còn nhớ rõ tiền phật tử đâu chỉ là trong mắt của nàng ngoại trừ đồ thế tiền bối không một ai khác gánh vác được danh hiệu phật tử diện tích của côn luân phái cực lớn chứa hết số người đông đảo đến tham gia tông môn đại bỉ vẫn còn dư giả ngoài ra các tu sĩ đến tham quan xem náo nhiệt cũng có thể thuê phòng trong côn luân để ở hoặc là thuê ở các khu vực bên ngoài gần đó đối với những người dự thi thì chỉ cần có thông hành đơn là sẽ được sắp xếp chỗ ở các người đến cùng nhau sao một chấp sự của côn luân ngẩng đầu nhìn mấy người diệp tố tố hỏi đúng là cùng một tông môn diệp tố tố đưa thông hành đơn qua muốn ở từng phòng riêng hay muốn ở chung một viện đối phương cúi đầu ghi chép thông tin thông hành đơn các người tới hơi muộn nên nếu chọn viện thì sẽ hơi xa một chút chọn một viện Diệp Tố Tố nói. Được, chấp sự cô luôn ngẩng đầu, rót linh lực vào thông hành đơn, sau khi một tiếng tách vang lên thì một con bướm liền xuất hiện trên thông hành đơn. Các ngươi đi theo nó là được. Giống với chấp sự đã nói, vị trí của sân quả thật có chút hơi xa, đoàn người Diệp Tố Tố đi qua khu vực trung tâm ồn ào, đi xuyên qua một mảnh rừng trúc, lại vòng qua một núi đá lớn mới đến được sân của họ. Gần đó có bốn năm tòa đại viện, viện cách vách với bọn họ cũng đã có tu sĩ tiến vào trụ, Diệp Tố Tố để cửa ra, con bướm bay dẫn đường trong nháy mắt liền biến mất. Đại sư tỷ, linh khí ở đây. Hạ nhĩ theo sát nàng bước vào, nhắm mắt cảm thụ một hơi, cảm thán nói. Thật nồng hậu, thậm chí không hề thua kém linh khí thất ở ngô kiếm phái. Cô Luân có thể trở thành tu chân đệ nhất tông môn thì không riêng kiếm ý lẫm liệt mà linh khí của họ cũng dùng túc vượt xa các tông môn khác, lữ cửu đứng ở trong sân nói. Ta đã từng đến cô Luân hai lần, muốn nhập môn bái sư. Vừa nghe thấy lời này thì Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc lập tức vây quay nháy nàng, hai chữ bắt quái viết rành rành trên mặt. Lữ Cửu ngượng ngùng nói. Cô Luân chỉ nhận những đệ tử có thiên phú cao, tư chất của ta chỉ thường thường, tham gia tuyển chọn hai lần vẫn không đậu. Nhưng hiện giờ cô lại có thể trực tiếp cạnh tranh cao thấp với đệ tử cô Luân. Diệp Tố Tố ngồi trên ghế đá trong viện, nhạt nhạt nói. Lữ Cửu sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Đúng vậy, ta không những vào được cô luân phái mà thậm chí còn có thể so tài với bọn họ. nếu là trước kỳ nàng căn bản sẽ không bao giờ dám tưởng tượng chính mình có thể lên tới kim đan hậu kỳ, không thể tưởng tượng được bản thân sẽ được trưởng lão ngô kiếm phái chỉ đạo, được đối chiến với đệ tử ngô kiếm phái. ánh mắt của lữ cửu dừng trên người diệp tố tố, nếu không phải lúc trước cắn răng mua mấy lá phủ chú đó, có lẽ bọn họ sẽ không có nhiều giao thoa, cũng sẽ không có chuyện cùng nhau tiến vào bí cảnh rèn luyện, bản thân cũng sẽ không tiến dài nhanh như vậy lát nữa đệ nhớ qua bên khu ngô kiếm phái một chuyến diệp tố tố liếc mắt nhìn truyền tin ngọc điệp nói với dịch huyền tịnh tông đệ tử có hai phòng đệ còn phải qua bên đó báo danh một lần nữa đệ biết rồi dịch huyền đáp lời bỗng nhiên nhớ tới cái gì tiểu sư muội cũng tham gia vòng sơ loại nét mặt diệp tố tố hoàn toàn không có bất luận gợn sóng gì Tuy rằng mấy ngày nay nàng vội vàng làm tiểu tàu bay không có thời gian xem danh sách dự thi của các phường khác nhưng nàng biết cốt truyện của nguyên tắc hẳn là không có phát sinh biến động nào quá lớn. Tiểu sư muội, Tây Ngọc đang soi gương, nghe những lời này của dịch huyền thì hơn nửa ngày mới phản ứng lại được tiểu sư muội là ai. Muội ấy cũng lấy được thông hành đơn. Không lấy được thông hành đơn thì đã không báo chúng ta biết muội ấy tham gia vòng sơ loại rồi, mình lưu xa chậm gì gì nói. Lời này nếu bị tiểu sư muội nghe thấy thì chỉ sợ sẽ rất tức giận. Hạ Nhĩ nhưng thật ra không nghĩ nhiều như vậy, hưng phấn hỏi. Tiểu sư muội dự thi ở phương nào, xếp hạng thứ mấy vậy, thiên cơ môn chúng ta lại nhiều thêm một đệ tử tham gia tông môn đại bỉ rồi, đội ngũ lại lớn mạnh. Dịch huyền. Không biết, hắn vẫn luôn bận rộn tập luyện, mỗi ngày trong đầu chỉ có làm sao để hóa giải kiếm chiêu của người khác, nâng cao đạo ý của bản thân. Tiểu sư muội của mọi người tên là gì, lữ cửu lấy ra mấy tờ danh sách. Ta có danh sách thí sinh các phương đây. Tây Ngọc lập tức thu gương lại, kéo tay nàng tới bàn đá ngồi xuống. Những người khác cũng không vội đi chọn phòng của mình mà đều tập trung lại chỗ bàn đá, trên bàn bài bốn tờ danh sách của bốn phương. Ngoại trừ Đông Phương, hình như không thấy các phương khác có đệ tử thiên cơ môn, Lữ Cửu kinh ngạc nói. Đây này, Lữ Cửu vừa dứt lời thì Minh Lưu Sa liền vươn một ngón tay chỉ vào tờ danh sách trước mặt cậu chàng. Ninh Thiển Giao, Vô Danh Tông. Lời này vừa nói ra, trong viện liền một mảnh trầm mặc. Quả nhiên, Diệp Tố Tố hơi nhớ mày, bọn họ rèn luyện ở phía đông, khác hoàn toàn với lộ tuyến của nữ chủ nên không có ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện nguyên tác. Lữ Cửu phát hiện bầu không khí không quá thích hợp nên yên lặng thu lại toàn bộ mấy tờ danh sách. Cuối cùng chuyện này yên lặng bị bỏ qua, mọi người tản ra từng người chọn một phòng trong viện để nghỉ ngơi, Dịch Huyền thì đến khu vực của Ngô Kiếm phái để báo danh. Diệp Tố Tố chủ ở gian phòng đầu tiên, cách vách là du phục thời, nàng vừa đẩy cửa bước vào phòng thì truyền tin ngọc điệp bên hông cũng sáng lên nàng tưởng là ngô kiếm phái liên lạc đến cầm lên xe mới phát hiện là toàn gia anh diệp tố tố ta nghe nói mọi người tới côn luân rồi đã lâu không gặp nhưng toàn gia anh vẫn là bộ dáng cũ chỉ là trên mặt có thêm vài phần kiên nghị chúng ta trụ ở gần côn luân cũng một khoảng thời gian rồi hôm nay vừa ra ngoài thì nghe thấy chung quanh ai cũng bàn tán về thiên cơ môn lúc ấy hắn còn tưởng rằng thiên cơ môn đã xảy ra chuyện gì nhanh chóng tiến lên nghe ngóng sau mới biết được thì ra là các đệ tử thiên cơ môn chế tạo ra một con tiểu tàu bay hiếm lạ cổ quái vòng quanh trên tiên đài côn luân nháo ra động tĩnh không nhỏ vừa nghe thấy toàn gia anh liền biết nhóm diệp tố tố đã tới các tu sĩ đến tham quan tông môn đại bì không thể tự tiện đến nơi ở của các đệ tử dự thi nên hắn chỉ có thể dùng truyền tin ngọc điệp để liên lạc trước nghe nói các ngươi trên lôi đài vừa tỉ thí vừa bán pháp khí đúng không toàn gia anh nói tin tức đang truyền đi rất mau chảm kim tông hẳn là cũng đã biết rồi bọn họ đã đến đây rồi, Diệp Tố Tố hỏi. Toàn gia anh gật đầu. Địa vị của bọn họ khá đặc thù, được phân cho một viện ở gần Nam Đại Tông Môn. Các đại tông môn nhất đẳng đều được cô Luân an bài ở rất gần chỗ dự thi, những môn phái có thực lực hơi kém hơn một chút giống như phá nguyên môn thì chỉ có thể chi tiền trụ ở bên ngoài. Diệp Tố Tố híp mắt, hơi hơi nghiêng đầu, sao nàng lại bỗng nhiên cảm giác cả người toàn gia anh đều đang lộ ra một cổ hưng phấn không kiềm chế được muốn xem trò hay một vạn phần tố hồi ngọc bản ta đã mang theo đây này. nói đoạn toàn gia anh liền lấy ra một khối ngọc bản từ túi càn khôn. diệp tố tố, cô định khi nào thì gửi cho các tông môn. diệp tố tố, nàng nhớ rõ lần đầu tiên gặp toàn gia anh thì đối phương vẫn là một đệ tử chính phái can chính miêu hồng mà. hai ngày nữa sẽ phát ra. diệp tố tố nói, chẳng qua nếu ở tiên đài côn luân vừa rồi đã được mọi người chú ý thì rất khoát rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa làm ba chữ thiên cơ môn oanh tạc tai mắt của mọi người. Tốt, đến lúc đó cứ nói ta một tiếng, ta sẽ chuyển ra toàn bộ, toàn ra anh bỏ tố hồi ngọc bàn lại vào túi càn khôn. Sau khi đóng truyền tin Ngọc Điệp, Diệp Tố Tố suy tư một lát, sau đó lại truyền tin cho Hoàng Nhị Tiền, muốn hắn bắt đầu quang minh chính đại dùng tên tuổi của một kỳ đại sư bán ra những pháp khi còn động lại trước đó, đồng thời giải ra tin tức một kỳ đại sư là người thiên cơ môn. Vốn dĩ loại tin tức bát quá như thế này để truyền ra vào đêm trước khi bắt đầu tông môn đại bỉ sẽ không truyền nhanh, truyền xa đến như vậy nhưng vì hoàng nhị tiền vẫn luôn ém lại hàn tinh bùn chưa bán ra lần này hắn lấy tên tuổi của văn đông tài liệu hành đồng thời truyền ra tin tức trên cùng với tin tức về hàn tinh bùn nên trong thời gian ngắn liền oanh động tu chân giới hàn tinh bùn là cái gì là tài liệu từ chức thần vẫn kỳ có thể chữa trị được thần khí tuy chỉ có một giọt nhưng cũng đủ khiến toàn bộ tu chân giới chú ý văn đông tài liệu hành thiên cơ môn một kỳ đại sư lần đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện trước mắt mọi người ban đầu khi nghe thấy tin tức này thì có tu sĩ liền cười nhạo cho rằng thiên cơ môn đang cố ý cọ thanh danh của tràm kim tông. một tông phái sắp về tông đến nơi mà có thể luyện chế ra pháp khí có thiên đạo chức nguyện, nực cười. văn đông tài liệu hành từ đâu lấy ra được hàn tinh bùn, sợ rằng có được bằng thủ đoạn không chính đáng nào đó đi. trình độ của đệ tử thiên cơ môn lên được bách thanh bằng sao? trình độ như thế có thể luyện chế ra pháp khí không vẹo không nứt là may, còn bốc phét thiên đạo chức nguyện, cũng có người hoài nghi nói. Một kỷ thật sự là do hai luyện khí sư Trảm Kim Tông hợp luyện sao? Ta thấy bảo có quan hệ với Thiên Cơ môn cũng có lý đấy chứ. Ngược lại nếu thật sự là người Trảm Kim Tông vì sao từ trước tới nay họ chưa bao giờ ra mặt lên tiếng? Diệp Tố Tố đợi hai ngày nhưng người của Trảm Kim Tông vẫn không đứng ra nói gì, vẫn dùng bài cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên lần này họ ra thêm một chưa đó là tung ra những lời đồn phản đòn xoáy sâu vào việc Thiên Cơ môn không có cách nào có thể luyện chế ra được pháp khí có thiên đạo trúc nguyện, Nhắc lại trong mấy trăm năm gần đây chỉ có trưởng môn trạm kim tông có bản lĩnh đó. Toàn huynh, tố hồi ngọc bản nên tung ra rồi, diệp tố tố truyền tin cho toàn gia anh. Một vạn khối tố hồi ngọc bản không những được giải đều trong cảnh nội của côn luân mà còn phát đến các thành trấn khắp bốn phương tám hướng. Thành trấn đào phá nguyên môn cũng đều có bộ sở, ta đã sớm gửi tố hồi ngọc bản đến đó từ trước, chỉ cần nói một tiếng chúng lập tức sẽ đến tay các tổng phái lớn nhỏ toàn nguyên anh cảm giác bản thân đang tham dự vào một chiến dịch vạch mặt quy mô lớn so với luyện khí còn thích hơn nhiều tố hồi ngọc bản được truyền đi khắp nơi tất cả đều là hình ảnh diệp tố tố luyện chiến nguyệt nha sạn người sáng suốt vừa nhìn liền biết pháp khí được thiên đạo chúc nguyện chính là cải tiến từ pháp khí này các tu sĩ vốn ban đầu còn thể son sắt tin tưởng vào trảm kim tông lúc này toàn bộ đều ngậm miệng lúc này thiên cơ mua lại một lần nữa được mọi người khắp nơi trong cảnh nội côn luân thảo luận đến khí thế ngất trời ngay cả năm đại tông môn cũng không được đãi ngộ này các môn phái đến tông môn đại bỉ xem thi đấu ai mà không có mục đích riêng xem đại bỉ chỉ là phụ chính yếu là muốn tiếp xúc với thế hệ tu sĩ kiến xuất tương lai tràm kim tông cũng không ngoại lệ tông chủ của bọn họ đã dẫn họ đến côn luân từ sớm huống chi các năm trước bọn họ cũng đều cung cấp dịch vụ chữa trị pháp khí cho các đại tông môn nên địa vị khá hấp thù giờ phút này trong điện nơi tràm kim tông đang trú lại một nam nhân đang cầm một khối tố hồi ngọc bản trong tay sắc mặt lạnh băng nhìn chấp sự đang quỳ trên mặt đất đây là thứ gì có người cố ý phát ra, chúng thuộc hạ không tra được bắt nguồn từ nơi nào. chấp sự quỳ trên mặt đất mồ hôi đầy đầu nói, không biết vì sao mọi người đều nói người trong tố hồi ngọc bản là đệ tử thiên cơ môn. hắn nhìn tới nhìn lui mười mấy lần, chỉ nhìn thấy được một bên mặt, cũng chưa thấy được trên người của người này có dấu hiệu tông môn rõ ràng nào, vì rằng đạo bào của thiên cơ môn xác thật là màu đen. hay trong một câu người không biết, nam nhân trên ghế cao dùng sức ném tố hồi ngọc bản vào đầu của chấp sự, ngọc bản nảy ngược lên văng xuống đất. Bể nát đệ tử thiên cơ môn này mấy ngày trước còn làm trò trên tiên đài của côn luân dùng một con tàu bay rách náo động một hồi trên đó gương mặt kia hiện tại đã khắc sâu trong đầu của mọi người có mặt trên tiên đài hôm ấy chỉ cần không mù thì cũng đều biết đó là ai chớp sự này mấy hôm trước còn chưa tới côn luân nên không hiểu đầu đưa sự việc ra sao nhưng hiện tại hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ cúi đầu nhận sai nam nhân ngồi trên ghế cao trên điện hít thật sâu một hơi lại hỏi thiên cơ môn tham gia vòng sơ loại ở đông phương còn ở trên lôi đài bán pháp khí, chuyện này sao ta chưa bao giờ nghe các ngươi bẩm báo qua. Ông ta biết trên danh sách của Đông Phương có mấy người tông phái ghi là Thiên Cơ môn, nhưng đều là mấy cái tên xa lạ chưa từng nghe qua, ông ta chỉ nhớ rõ tên của hai đệ tử Thiên Cơ môn trên bách thanh bảng, nhưng cũng chỉ là xếp hạng rất thấp, trình độ chẳng ra sao. Thế nên ông ta vẫn luôn cho rằng chỉ là tên tông phái giống nhau vì hạn nhân cũng không ai hội báo. Chấp sự Quỳ trên mặt đất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về nữ nhân bên cạnh. Lúc trước thuộc hạ đã bẩm báo qua, nam nhân trên ghế rời ánh mắt về phía nữ tử mặc đạo bào màu vàng nhà tăng ngồi bên tay trái, ngữ khí lạnh lẽo. Phạm trưởng lão, việc này cô biết sao? Nữ tử đạo bào vàng nhà đứng ra một bước chắp tay nói. Tông chủ, chuyện bọn họ buôn bán pháp khí ta đã điều tra qua, thật sự chỉ là những pháp khí tầm thường. Thêm đoạn thời gian trước ngài vừa tiến dai, có nhiều việc cần xử lý nên thuộc hạ mới không muốn quấy rầy ngài với những chuyện còn con. Tay phải bà lật lên, lấy ra một quyền trục dâng cho nam nhân trên ghế cao. Tả Thịnh Nguyên mở quyền trục ra, trên đó là các loại pháp khí mà Thiên Cơ Môn đã bán ra khi thi đấu ở Đông Phương. Kế bên mỗi loại pháp khí đều có ghi chú. Phần nhìn xác thật đều là pháp khí bình thường, không có gì đặc biệt. Ta chỉ sợ Phạm Trường Lão còn niệm tình Tông Môn cũ. Tả Thịnh Nguyên cuộn quyển trục lại, ném trả cho bà, nở một nụ cười. Về sau có bất cứ chuyện gì liên quan đến Thiên Cơ Môn thì mặc kệ ta có bận thế nào, toàn bộ đều phải bẩm báo lên. Phụ thân, đây là một thanh niên cũng mặc đạo bào vàng nhạt, tóc đen được buộc lên gọn gàng bởi ngọc quan bước vào điện, nhìn thấy chấp sự đang quỳ giữa điện cùng phạm trưởng lão đang đứng khom người chắp tay thì có chút kinh ngạc hỏi. Không có gì, sao chỉ có một mình con trở lại? Tả Thính Nguyên hỏi. Đại Ngọc đâu? Ở toàn cơ phong bồi tô chân nhân, Tả Văn tuyên đáp. Sắc mặt Tả Thính Nguyên hơi dịu xuống, sư phụ của cô Luân Lục Trầm Hàn chính là phong chủ của toàn cơ phong, Hoa đại ngọc được lưu lại đó thì nhất định có khả năng rất cao sẽ gặp việc lục trầm Hàn. "Phụ thân, Tố hồi ngọc bàn này hôm qua con thấy không ít người cầm trong tay." Tả Văn Tuyên cúi người nhà lên Tố hồi ngọc bàn. "Ai cũng bảo nguyệt nha sạn có thiên đạo chúc nguyện là do người này luyện chế." Thiên đạo chúc nguyện bất quá chỉ là vận may nhất thời mà thôi." tả Thịnh Nguyên cười lạnh. "Không ai có thể may mắn mãi được." Nếu nguyệt nha sạn đó thật sự do thiên cơ môn luyện ra tới thì về sau mong họ đừng có suốt ngày cọ thanh danh của trầm kim tông chúng ta nữa. Tạ Văn Tuyên nhìn mảnh vỡ của tố hồi ngọc bản, rất không kiên nhẫn nói. Mấy tháng trước ngày nào cũng có người liên hệ con cùng đại ngọc luyện chế pháp khí có thiên đạo trúc nguyện, hôm qua đến nay còn nhiều hơn mà thái độ họ cứ âm dương quái khí, không tìm thiên cơ môn đi tìm chúng ta làm gì. Tạ tình Nguyên mấy tháng trước âm thầm quạt gió thêm củi hướng dư luận với trầm kim tông. Còn Hàn Tinh Bùn, có tìm hiểu được tin tức gì không? Tả Thịnh Nguyên tiếp tục hỏi chấp sự quỳ trên mặt đất. Văn Đông tài liệu hành lấy được nó từ đâu, còn dám lấy ra tới. Chỉ biết là bọn họ đột nhiên lấy ra tới, nói là tài liệu quý tổ tiên truyền lại, chấp sự cúi đầu nói. Vì để tài liệu hành tiếp tục tồn tại không thể không lấy ra bán. Tả Thịnh Nguyên vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón cái vừa nói. Đừng cho hắn bán ra, ngươi cho người phá buổi đấu giá của Văn Đông tài liệu hành đi. Chấp sự trầm mặc thật lâu mới nói. Tin tức này là do Văn Đông tìm sau người mua rồi mới lộ ra tới. Người của Tả Thịnh Nguyên phập phồng vài lần, ông ta vung tay tung ra linh lực, chụp bay chấp sự qua một bên. Bảo các người thu thập tin tức, thu được đều cho chó ăn cả rồi. Chấp sự sau khi bị đánh bay thì vội vàng tiếp tục bỏ lại giữa điện quỳ rạp nói tiếp. Người mua là Thượng Khuyết Tông. Một trong năm đại tông, muốn che giấu tin tức không cho các tông phái khác biết cũng không phải là việc khó. Thượng Khuyết Tông, Tả Thịnh Nguyên lúc này nghĩ tới chuyện gì đó, hẳn là bọn họ muốn sửa thanh cổ cầm đó tông chủ nếu thượng khuyết tông muốn tu đàn cổ cuối cùng nhất định sẽ tự tay đưa hàn tinh bùn tới phạm trường lão ngẩng đầu nói ngoại trừ trảm kim tông chúng ta còn có tông môn nào có thể chữa trị được đàn cổ đó chứ huống chi văn đông tài liệu hành cũng chẳng có gì đáng sợ một cái tài liệu hành không có tài liệu chỉ bằng một giọt hàn tinh bùn cũng cứu không được nghe được lời này tả thính nguyên suy tư một hồi sau đó phất tay cho chấp sự lui ra người nói không sai hiện giờ tông chủ đã đến đại thừa trung kỳ chắc chắn không bao lâu nữa thượng khuyết tông sẽ thỉnh ngài tự tay chữa trị thanh cổ cầm đó phạm trường lão tiếp tục nói tất cả các ngươi lui xuống hết đi tả thịnh nguyên nói ta cần tìm lại vài quyền thư tịch cổ có liên quan đến chữa trị cổ cầm diệp tố tố không biết những chuyện phát sinh ở trạm kim tông nàng đang trên đường đến sân thi đấu của tông môn đại Bỉ hôm nay đệ tử của tứ phương cùng với đệ tử của côn luân phái phải tập trung để rút thăm chiêm cặp thi đấu tổng cộng có 5.000 lá thông hành đơn. Ba người Minh Lưu Sa lưu lại trong viện luyện chế pháp khí cùng sửa sang lại tài liệu mà Hoàng Nghị Tiền đưa tới. Tất cả thông hành đơn đều được bỏ vào một chỗ, Lữ Cửu Khẩn Trương nói. Nếu bốc phải người một nhà thì phiền toái lớn. Tông môn đại Bì không giống với vòng sơ loại, ở vòng đầu tiên của tông môn đại bỉ, 5.000 thông hành đơn của tu sĩ dự thi bốn phương cùng với đệ tử Côn Luân sẽ được bốc thăm thành từng cặp, ai thua sẽ ngay lập tức bị loại. Những năm trước không thiếu người vận khí không tốt, Vốn dĩ leo lên được mười người đầu tiên của vòng sơ loại, vậy mà ngay trận đầu tiên lại gặp phải cao thủ liền lập tức bị loại. Cứ đánh hết toàn lực là được, trong tay Diệp Tố Tố đang cầm hai tờ thông hành đơn, một tờ của chính mình, còn tờ còn lại là của tiểu sư đệ. Dù phục thời đi sát ở phía sau nàng, nhưng hai tay của hắn trống trơn, khắp huyết kiếm cũng đã bị hắn nhét lại vào trong túi cản khôn. Một đường đi đến sân thi đấu, tất cả mọi người đều nhịn không được mà trộm đánh giá hắn. Ngày đầu tiên của tông môn đại vì chỉ thực hiện mỗi rút thăm nhưng tất cả mọi người đều bắt buộc phải đến. Đệ nhất của Bắc Phương là đệ tử Thượng khuyết Tông, ở Nam Phương là đệ tử Hợp Hoan Tông, đệ nhất Tây Phương là Tân Phật tử Vạn Phật Tông, những người này sớm đã đứng ở những vị trí đầu của các phương được quy định trên sân thi đấu. Khi Côn Luân Lục trầm hàn bước ra, toàn trường liền yên tĩnh, mọi người không tự giác đều bị hắn hấp dẫn đến ngừng thở, đây chính là người đứng đầu của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi của tu chân giới hắn chỉ đứng ở kia nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ kiếm ý cường đại trói mắt rạng rỡ ninh thiền giao đứng trong đám người ở xa xa nhìn lục trầm hàn đôi mắt lộc hơi mang theo hơi nước hai má phiếm hồng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thì lục ca ca vĩnh viễn vẫn luôn là người loại mắt nhất lục trầm hàn cầm kiếm đi vào sân thi đấu hắn đã quen với việc xung quanh lúc nào cũng đều có không ít ánh nhìn mang theo các loại cảm xúc khác nhau nên cũng không có chút nào bận tâm đến bọn họ đều là kẻ sẽ bị đào thải bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Chưa đến vị trí của mình nhưng hắn lại đột nhiên dừng lại, hắn đã thấy người mà hắn luôn muốn đối đầu, người đứng ở vị trí đầu của Tây Phương, tân Phật tử Cốc Lương Thiên. Ánh mắt của hai người vừa chạm thì bầu không khí trên sân thi đấu tựa hồ như có áp lực nghìn cân đè xuống, có phải kiếm tu cảnh giới hơi thấp thậm chí sắp giữ không được kiếm của chính mình, chúng bắt đầu run rẩy chấn động. Tránh ra, du phục thời không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh lục trầm hàn, chỉ vào vị trí được đánh dấu là đệ nhất đồng phương trên mặt đất không kiên nhẫn nói vị trí của ta phạm nhân kia cầm thông hành đơn đi nộp lên bảo hắn tự mình đi tìm vị trí trước ai ngờ khi tìm được chỗ thì hắn lại nhìn thấy một tên trông còn xấu hơn dịch huyền đang chiếm vị trí của hắn trong lòng lục trầm hàn chấn động hắn không hề phát hiện có người tới gần mình du phục thời vừa ra tới toàn bộ sân thi đấu giống như lại sống dậy Lục trầm hàn vốn dĩ nhìn thập phần xuất sắc nhưng trong nháy mắt liền bị sự nổi bật của du phục thời làm phai nhạt đi sáu phần. Mọi người vô thức đều bỏ qua không quan tâm cô luân lục trầm hàn nữa mà bắt đầu thảo luận về du phục thời bên cạnh. Người này nhất định là vị đệ nhất đông phương kia. Sư thúc quả nhiên nói không sai, chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì liền biết ngay là ai. Sư bá ta cũng nói, người nào đẹp nhất thì người đó chính là đệ nhất của đông phương. Ngày đó trên tiên đài, ta thấy tu sĩ ngồi bên cạnh hắn nhan sắc cũng cực kỳ không tồi. Có mỗi người đó thôi hả, ta thấy trên cả cái tàu bay đó không có ai xấu hết. Kêu ta có việc gì, mai cử nhân quay đầu nhìn mấy người đang đứng sau hắn hỏi. Các thí sinh của phương Nam đang xếp hàng ở phía sau. Lục trầm hàn đi về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên lại xoay người. Người là đệ nhất đông phương du phục thời, ta chờ mong trận giao tranh sắp tới giữa chúng ta trong tông môn đại bỉ du phục thời căn bản không bao giờ phản ứng người xa lạ đặc biệt là người xấu xí hắn cúi đầu đạp lên vị trí được đánh dấu của hắn sau đó đứng ở đó để diệp tố tố quay lại mọi người xung quanh sớm đã dựng lỗ tai lên nghe ngóng thấy một màn này thì không khỏi hít hà một hơi vị đệ nhất đông phương này tướng mạo giết người thì thôi đi hành sự cũng thật thẳng thắn diệp tố tố vừa mới nộp xong thông hành đơn nàng quay trở về khu vực của phương đông cùng với dịch huyền vừa đi tới liền nhìn thấy lục trầm hàn đang đứng trước mặt du phục thời lát nữa trưởng lão chủ trì sẽ bắt đầu bốc thăm thông hành đơn diệp tố tố nhìn lướt qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt nàng lấy ra một cái ghế dựa từ trong túi càn khôn đẩy đến bên cạnh du phục thời sau khi bốc thăm xong hết chúng ta mới có thể rời đi khi nhìn thấy du phục thời thật sự ngồi xuống ghế dựa thì mọi người lại không nhịn được mà hít sâu một hơi đệ tử mạnh nhất côn luân lục trầm hàn đang đứng trước mặt mà thiên cơ môn các người không phản ứng thì chớ còn lấy ghế dựa ra ngồi xuống kiêu ngạo quá kiêu ngạo không biết trong lòng lục trầm hàn nghĩ thế nào chỉ thấy biểu hiện trên mặt hắn cũng không có gì thay đổi thậm chí còn gật gật đầu với du phục thời rồi mới rời đi mọi người sau khi nộp lên thông hành đơn thì bị yêu cầu phải ngồi ở vị trí định sẵn để đợi quyết định cặp đấu bốc thăm bắt đầu từ các vị trí đệ nhất của các phương diệp tố tố cũng lấy ra một chiếc ghế dựa ngồi ở vị trí sau cùng của đội ngũ phương đông chậm rãi chờ chủ trì buổi lút thăm hôm nay là một trưởng lão của cô luân phái ông nhìn chung quanh một vòng ánh mắt dừng trên người du phục thời đang ngồi ở hàng đầu tiên giữa bài sạch qua một tia không vui nhưng cuối cùng cũng không có nhiều lời. Tông môn đại bì cũng không có quy định lúc đợi rút thăm không được ngồi. Sớm biết vậy ta cũng mang cái ghế mềm trong phòng đến đây, mai cử nhân quay đầu nói với nhan hào. Luyện khí sư bọn họ đúng là cái gì cũng có. Nhan hào cầm một cây quạt lông hồng nhạt, chậm rãi phe phẩy. Lần sau trước khi làm gì huynh cứ hỏi bọn họ trước là được. Rút thăm khai mạc tông môn đại bỉ chính thức bắt đầu, mời đệ nhất côn luân cùng đệ nhất của bốn phương tiến lên trưởng lão chủ trì cao giọng hô bốc thăm xong ra ngày thứ hai mới bắt đầu thi đấu đấu trong vòng 10 ngày đến lúc đó một nửa người sẽ bị đào thải trưởng lão chủ trì vung tay lên một quyển trục liền bay lên không trung sau đó mở ra trên đó đầu tiên xuất hiện tên của lục trầm hàn một lát sau một cái tên khác cũng hiện ra tới trương sơn xếp hạng thứ 9 của đông phương trương sơn nhìn thấy tên mình xuất hiện trên quyển trục thì tức khắc sắc mặt của hắn liền xám trắng hắn chỉ sợ ngay từ trận đầu đã bị loại rồi. Không phải ai cũng có thể có cơ hội đối kháng với lục trầm hàn, Trình Hoài An xoay người nói với Trương Sơn đứng sau đó. Cứ tận lực với cơ hội lần này thôi. Nếu biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ nổi danh tu chân giới. Thời gian rút thăm không tính là ngắn, sau khi tên của hai thí sinh hiện lên trên quyền trục thì hai người còn phải lên đài nhận lấy thông hành đơn của đối phương, bởi vì sau khi trận đấu kết thúc thì người thắng cần phải bóp nát thông hành đơn của người thua, tuyên bố đào thải dù phục thời bốc thăm chúng một tán tu ở tây phương xếp hạng gần cuối bảng dịch huyền thì lại giúp chúng một tu sĩ hạng 500 hơn của đông phương trong đại điện của côn luân phái tông chủ của năm đại tông đang ngồi ở phía trên tông chủ của các môn phái khác thì ngồi dọc theo hai bên đại điện giữa điện có rất nhiều mặt thủy vân kính đang trôi lơ lửng giúp các tông chủ nắm rõ tình hình rút thăm trên sân năm nay mở màn không có quá nhiều cặp đấu mà thứ hạng hai người không quá xa nhau ngô nguyệt chống một ngón tay lên chán nói không có trò hay để xem bà nhớ rõ có năm có đến bảy tám cặp đấu mà các tu sĩ xếp hạng không quá trình nhau đánh đến người chết ta sống rất náo nhiệt ở khu vực của đông phương hai người ngồi ở đầu hàng và cuối hàng là đệ tử thiên cơ môn sao tông chủ thượng khuyết tông chỉ vào một mặt thủy vân kính hỏi còn kiêu ngạo hơn tất cả mọi người trên sân đấy người đẹp kiêu ngạo một chút thì có làm sao ngô người thuận miệng đáp tông chủ ngũ hành tông nhấp một ngụm trà nói thiên cơ môn hình như chỉ có các đệ tử tự mình đến đại bỉ quan trọng như thế mà sư phụ cũng không tới, không biết nghĩ thế nào nữa. Điều đó chứng tỏ các đệ tử của thiên cơ môn độc lập, không cần sư phụ lo lắng, ngô kiếm phái tông chủ Chu Kỳ cũng từ tốn nâng chung trà lên nói. Chỉ vì một chuyện còn con mà chưa gì bốn đại tông môn đã bắt đầu đối chọi gai gắt, các tông chủ khác ngồi dưới đại điện không khỏi im lặng rụt đầu làm đà điều. Chỉ có tông chủ tràm kim tông tả thịnh nguyên là ngừng đầu nhìn Chu Kỳ cùng ngô nguyệt như có điều nghiên cứu, thiên cơ môn có quan hệ với ngô kiếm phái ông ta đã biết, nhưng vì sao hợp hoan Tông cũng nói đỡ cho thiên cơ môn vì mấy đệ tử đó trông đẹp sao diệp tố tố ngồi trên ghế lấy ra một túi hạt xưa từ túi càn khôn đây là đêm qua nàng đã đoạt từ chỗ minh lưu xa hiện tại nhàn rỗi nhàm chán nên nàng định tách vỏ đống hạt dưa này chẳng qua không có chỗ để nên nàng lại lấy từ trong túi càn khôn ra trước bàn dài mà lúc trước đã làm trong ví cảnh ngang nhiên đặt nó sang một bên dù sao nàng ngồi ở hàng cuối cùng chắc cũng không có ai để ý đến sau đó một cái đĩa không lại xuất hiện ở trên bàn được nàng dùng để đựng nhân hạt dưa. Diệp Tố Tố tách được hơn một nửa túi hạt dưa thì trên đĩa cũng đã chất đầy một tầng nhân nhỏ, nàng duỗi tay vỗ vỗ lên lưng tu sĩ đứng đằng trước. Đạo hữu, phiền huynh truyền về phía trước cho du phục thời, cảm tạ. Du phục thời, ai mà không biết, đặc biệt là các tu sĩ đến từ Đông Phương. Vì thế trong bầu không khí khẩn trương trên sân thi đấu, hàng dài thí sinh từ Đông Phương bắt đầu từng người từng người truyền một cái đĩa, cực kỳ chói mắt. Truyền cho du phục thời, Lữ cửu đưa đĩa cho dịch huyền đứng ở phía trước nói. Dịch huyền nhận lấy, nhíu mày nhìn nhân hạt dưa trong đĩa, chỉ cho một mình du phục thời thì thôi đi, ngay cả vỏ cũng phải tách sẵn cho hắn sao. Ngũ sư đệ xoay người, thò mà ra nhìn Diệp Tố Tố đang ngồi ở hàng cuối cùng. Diệp Tố Tố đang thầm tức mình không mang linh trà, bằng không có thể châm một ly trà uống thì bỗng nhiên nhận thấy một ánh mắt bé nhọn, nàng ngẩng đầu thì phát hiện thì ra là ngũ sư đệ đang cầm cái đĩa nhìn nàng chăm chăm. Nàng nở nụ cười, phất phất tay xem như chào hỏi, vì thế dưới ánh nhìn của Diệp Tố Tố, Dịch Huyền giơ cái đĩa lên, sau đó bốc đi một nửa hạt dưa trong đĩa, cuối cùng mới xoay người đưa cho Trình Hoài An. Chuyển cho Du Phục thời, Lữ Cửu ở phía sau thấy rõ ràng cả quá trình không khỏi trầm mặc, nàng nhớ rõ lúc đầu mới gặp, Dịch Huyền cực kỳ để ý đến mặt mũi, chuyện gì cũng nghẹn ở trong lòng. Diệp Tố Tố nhìn thấy cũng sửng sốt, chủ yếu là vì nàng nghĩ với tính cách của Dịch Huyền hắn sẽ không ở trường hợp như thế này ăn hạt dưa, không ngờ tới đã tính sai. Chờ sau khi Du Phục thời nhận được đĩa thì thấy trong đĩa đã trói lọi thiếu mất một nửa, hắn tưởng một nửa đó Diệp Tố Tố đã lấy trước, kết quả ngay sau đó liền nghe thấy cách đó mấy hàng truyền đến thanh âm cá nhân hạt xưa. Du Phục thời quay đầu nhìn lại thì quả nhiên phát hiện Dịch Huyền đang ăn từng mảnh nhân hạt xưa. Hai sư đệ mới cụ bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ xẹt xẹt tia lửa. Cùng với hương thơm của nhân hạt xưa. Ta tự nhiên cũng thấy đói bụng quá, Mã Tổng Thu chép chép miệng nói sao diệp tố tố chỉ cho mỗi sư đệ của nàng ấy ăn vậy liên liên thì trực tiếp mở ra truyền tin ngọc điệp hỏi diệp tố tố còn hạt dưa không chúng ta cũng muốn nếm thử đồ vật mà ngày thường chẳng bao giờ thèm đụng đến thế mà lúc này lại cảm thấy thật thơm rất nhanh diệp tố tố liền trả lời còn có một chút các người đón lấy này diệp tố tố đứng lên trên ghế xoay xoay vai sau đó nắm lấy túi mô phỏng theo tư thế ném bóng bổ dục mà ném túi hạt dưa đến mấy người đang đứng ở hàng trên túi hạt xưa bay theo một đường cong duyên dáng, mọi người của những phương khác đều thấy được rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Từ trình ngọc rưỡi tay tiếp được túi đồ ăn vặt chân quý, hắn bốc trước cho mình một nắm, sau đó mới chuyển túi cho những người khác. Vì thế một hàng trước sau của Đông Phương bắt đầu cán hạt dưa tập thể. Điểm tâm của chúng ta sao đột nhiên thấy nhà toàn rồi, Mai Cửu Nhân nhìn đĩa điểm tâm tinh mỹ trong tay, lầm bầm. Nhan Hảo nhìn nhìn về phía du phục thời cùng dịch huyền, nhìn mặt bọn họ thêm vài lần chắc là có thể ăn hết thôi. Mã thượng tấu của Dương Trạch Tông đối chiến với thiên cơ môn diệp tố tố, hai người bước lên trao đổi thông hành đơn, trưởng lão chủ trì hô. Đối phương là đệ tử của một tông môn ở Bắc Phương, xếp hạng hơn 600. Diệp tố tố đi lên, sau khi trao đổi thông hành đơn với đối phương thì từng người lại trở về vị trí, tiếp tục chờ. Đến mãi giờ thân thì buổi rút tham chia cặp đấu mới chính thức kết thúc. Diệp tố tố thu bàn ghế vào trong túi càn khôn, còn chưa rời đi thì Ninh Thiền Giao đã tìm lại đây hôm nay nàng ta mặc một thân váy màu vàng nhạt, càng thêm có vẻ kiểu tiểu đáng yêu. Đại sư tỷ, muội nhìn thấy tên mọi người trên danh sách, thật là vui quá. Ninh Thiển giao cong mắt cười nói, còn rưỡi tay ra ý đồ muốn ôm lấy cánh tay của Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố không trốn nhưng du phục thời lại chặn ngang một tay, hắn lôi áo của nàng từ sau lưng, làm nàng không thể không lùi lại vài bước. Tiểu sư đệ đánh giá đĩa nhân hà xưa vừa rồi. Khó ăn, bị dịch huyền chạm qua rồi. Ừ, vậy lần sau không ăn nữa diệp tố tố thuận miệng nói một câu du phục thời nhíu mày không được hai người chỉ lo nói chuyện với nhau lữ cửu cũng không quen biết tiểu sư muội gì đó di quyền thì lại càng ít nói thế nên ninh thiển giao một mình đứng đó không ai đáp lời nụ cười trên mặt nàng ta đã sắp duy trì không nổi muội ở đây à dần hồ vừa chuyển mắt nhìn chỗ khác một lát quay lại thì đã không thấy nàng ta đâu tìm một vòng mới thấy ninh thiển giao đang ở chỗ này đại sư tỷ đây là bằng hữu mà muội mới quen giản hồ ninh Thiển giao xoay người kéo giản hồ đến giới thiệu đây là đại sư tỷ còn đây là tiểu sư huynh diệp tố tố vốn đang quay đầu nói chuyện với du phục thời nghe thấy hai chữ giản hồ thì một chút cảm xúc cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất giản hồ nhạt hồ đây chính là tên trong nguyên tác mà tiểu sư muội đã đặt cho hồ vương quyền chủ của hoàng Nghị tiền chính là bị con hồ ly này đã đi mất đại sư tỷ tỷ đang tức giận sao tông giọng của ninh thiền giao có chút hạ thấp nói dùng thân phận vô danh tông tham gia tông môn đại bỉ là muội không đúng nhưng muội chỉ là vì sợ trưởng môn sẽ không đồng ý cho muội tham gia thế nên mới còn dám nhắc tới trưởng môn sư phụ vì sao sẽ cảm thấy trưởng môn sẽ không đồng ý diệp tố tố xoay người lại bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cặp ninh thiền giao hơi cúi người nói tiểu sư muội ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy có biết không toàn bộ thiên cơ môn còn không phải là vây quanh sư phụ của muội mà trần sao muốn sợ thì cũng là sợ sư phụ của muội mới đúng ninh thiển giao sững sờ tại chỗ nàng ta không ngờ diệp tố tố sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy ra một chiêu này muội không phải ninh thiển giao lui về phía sau một bước muốn tránh thoát khỏi tay diệp tố tố giản hồ đứng bên cạnh thấy ninh thiển giao như thế thì liền xoay tay triệu ra linh thực đánh về phía diệp tố tố dịch huyền rút ra trọng minh đao bổ xuống linh lực cầu đang bay tới chém nó ra làm hai. Linh lực cầu phân làm hai nện xuống sân thi đấu, phát ra âm thanh ầm ầm làm đệ tử các tông môn còn chưa rời khỏi toàn bộ đều đứng lại. Diệp Tố Tố nở một nụ cười kỳ quái, buông Ninh thiển giao ra sau đó chạy về phía giàn hồ. Không ai dự đoán được giàn hồ sẽ đột nhiên ra tay, càng không ai nghĩ tới Diệp Tố Tố thế nhưng sẽ xông tới ngành đón. Một người xếp hạng đệ nhị của Tây Phương, còn một người là Đông Phương đệ nhất đếm ngược, dùng chân cũng có thể đoán được ai sẽ thắng. Diệp Tố Tố lại không hề có chút nào sợ hãi, khi chạy về phía giản hồ thì nàng cũng nhanh chóng ném ra mấy đạo phù chú hồ vương là yêu nên ở tu chân giới phải chịu một lượng áp chế tự nhiên thêm nữa lúc trước hắn bị thương nặng nên cảnh giới bị thụt lùi theo cốt truyện của nguyên tác thì nữ chủ ninh thiển giao vô tình nhạt được hồ yêu lập khế ước yêu thú từ đó hai bên cùng một cảnh giới từ nguyên anh sơ kỳ tăng lên đến trung kỳ giản hồ lúc này hẳn là đã nguyên anh trung kỳ một chút tài mọn đôi mắt hẹp dài của giản hồ nhìn diệp tố tố đầy khinh bỉ khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh mấy lá phủ rách cũng muốn đối phó hắn đúng là không biết trời cao đất dày hắn vung lên một chảo cách không xé tan những phủ chú đang bay tới đồng thời nhẹ điểm mũi chân nhảy dựng lên vọt về phía diệp tố tố linh cầu trong lòng bàn tay còn lớn hơn trước vài phần mấy người từ trình ngọc đứng ở lối ra của sân thi đấu từ xa cũng có thể cảm nhận được uy hiếp không nhỏ từ động tác của hắn huynh không đi hỗ trợ sao liên liên hỏi từ trình ngọc đứng gần đó là diệp tố tố chủ động nghiên chiến từ trình ngọc ông kiếm bình tĩnh nói nàng ấy không bao giờ làm chuyện mà bản thân không nắm chắc đệ thấy cũng chưa chắc mã tổng thu chen vào một miệng đệ thấy trong xương cốt diệp tố tố điên thật sự lúc này giàn hồ đã ném linh cầu đến trước mặt diệp tố tố linh cầu đã đến gần sát trong găng tức nhưng diệp tố tố lại không hề trốn tránh chỉ là hai tay nàng bỗng nhiên giang ra hai bên một đạo pháp trận kim sắc xuất hiện trước mặt linh cầu đập vào đó lập tức liền biến mất ở đâu mất rồi chu vân chừng lớn đôi mắt nói phía tây cốc lương thiên tựa hồ nhận thấy được cái gì hắn dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại sân thi đấu sau khi thấy rõ đạo pháp trận đó thì lại thu hồi ánh mắt nâng lên pháp trượng tiếp tục đi ra ngoài linh cầu đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tam hơi ngay cả giàn hồ cũng sửng sốt một lát hắn hít mắt đánh giá diệp tố tố nàng ta bất quá chỉ mới là kim đan sơ kỳ mà thôi đôi tay của hắn lại một lần nữa ngưng tụ linh cầu công kích về phía diệp tố tố diệp tố tố không né không tránh hai tay hợp lại ngón cái và ngón trỏ chạm nhau để kết trận, sau đó hai tay tách ra kéo sang hai bên, kim quang pháp trận được mở rộng, linh cầu như cũ đụng phải pháp trận liền biến mất. Mọi người xem mà trận mắt hám mồm, đây là trận pháp gì mà lại không khiến các tu sĩ phát hiện bất luận dao động nào. Nhưng mà, trước mặt Ninh Thiền Giao đang đứng cách đó không xa đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, quả linh cầu đầu tiên biến mất lúc này một lần nữa lại xuất hiện, tán vào mặt nàng ta. Phản ứng của Ninh Thiền Giao không tính là chậm, lập tức khởi động linh lực tạo thành vòng bảo hộ, tuy nhiên quả cầu linh lực đó cách nàng ta quá gần, tuy rằng khi linh cầu đánh vào vòng bảo hộ liền vỡ vụn nhưng vòng linh lực của nàng ta cũng bị đánh nát khiến nàng ta bị thương không nhẹ. này vẫn còn chưa xong, tất cả linh cầu biến mất vừa rồi giờ phút này toàn bộ đều xông ra đánh về phía Ninh Thiển Giao. Ninh Thiển Giao dựng lên ba vòng phòng hộ liên tiếp, toàn bộ đều bị đụng vỡ tan, nàng ta thì trực tiếp bị thương hộc máu, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt vô thố, không rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, sản hồ không biết Diệp tố tố ở đối diện dùng tà pháp gì nhưng thấy ninh thiển giao bị thương thì hành động của hắn cũng không tránh khỏi có chút kiêng rè không dám tiếp tục dùng linh cầu để tấn công mấu chốt là hai người đã lập khế ước ninh thiển giao bị thương thì giàn hồ cũng chịu thương tích tương tự chỉ là hắn nhịn xuống không được hiện ra ngoài đôi mắt hẹp dài của giàn hồ ngập tràn tức giận hắn không dùng linh lực nữa mà là xông tới gần diệp tố tố ngón tay cong thành trào, chuyển sang đánh cận chiến cảnh giới nguyên anh trung kỳ trên sân thi đấu không có mấy người có thể thấy rõ chuyển động của hắn nếu là kim đan hậu kỳ bình thường còn chưa chắc có thể trốn khỏi một trò này của hắn, chỉ tiếc là nhất cử nhất động của hắn đều bị Diệp Tố Tố nhìn thấu rồi. Nàng dùng thần thức bị công kích gần nhưng diệp tố tố như cũng không né tránh đôi tay nàng một lần nữa hơi nâng lên những nơi trên sân thi đấu mà nàng từng đứng qua đều xuất hiện kim quang sàn hồ phất tay đánh nát một đạo hai đạo kim quang lại không ngờ dẫm phải một đạo tàn phù trên mặt đất lại một đạo pháp trận kim quang sáng lên dưới chân hắn trực tiếp truyền tống một chân này đến trên mặt của ninh thiển giao cách đó không xa ninh thiển giao bị dẫm lên mặt một cái búp không khỏi ngã ngang cục đầu cái đó hình như là truyền tống pháp trận trên sân thi đấu rốt của có tu sĩ do dự phòng bán lần đầu tiên mới thấy có người dùng truyền tống trận đi truyền tống công kích cho nên qua nửa ngày mà mọi người vẫn chưa phản ứng lại được chỉ là nàng ấy thiết hạ pháp trận lúc nào vậy mọi người đều biết truyền tống pháp trận yêu cầu phải được thiết lập ở hai đầu sau đó dùng linh lực khởi động thì mới có thể mở ra không gian truyền tống. Mặt, có người suy đoán. Hẳn là lúc đầu khi nàng ấy nắm lấy cằm của áo vàng thì đã hạ xuống một đầu truyền tống trận. Người này suy đoán không sai, trong nháy mắt khi Diệp Tố Tố nắm lấy cằm ninh thiền giao thì tay còn lại của nàng đã nhanh chóng thiết lập một đầu truyền tống trận trên giày của nàng ta. Diệp Tố Tố lắc đầu tiếc nối thầm nghĩ, tai nghệ còn chưa tinh, không thể truyền tống được cả người vốn dĩ nàng chỉ là muốn tự học truyền tống trận để về sau có thể tiết kiệm trước linh thạch bất quá thực lực trước mắt chỉ có hạn chưa thể nào truyền tống được cả người đi khoảng cách xa đương nhiên cũng có một phần vì truyền tống trận là nàng tự may mò học nên chỉ mới tạo ra được bản đơn giản mà thôi sau khi biết được những kim quang thường lóe lên đó là cái gì thì hai tay giản hồ liền bùng lên linh lực phá hủy toàn bộ truyền tống trận sau đó hắn trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt diệp tố tố vươn ra một bàn tay muốn bóp cổ nàng Lược bàn tay mang theo tức giận vì bị trêu đùa không hề nghi ngờ đủ để bẻ gãy cổ của một tu sĩ kim đan kỳ. Dẹt! Một đạo hồng ảnh chờ xuất hiện, giản hồ không kịp tránh nên bàn tay liền ăn chọn một lưỡi kiếm, hắn che lại miệng vết thương dữ tợn, trong lòng tức khắc hiện lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì lại chỉ thấy một thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Khắp huyết kiếm nếm được vị máu thì càng thêm hưng phấn, mũi kiếm chỉ thẳng vào giản hồ, chấn động từng hồi, tựa hồ muốn nhất kiếm xuyên tim tên hồ yêu trước mặt. Giản Hồ không khỏi chật vật lui về sau hai bước, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này thị huyết, nó muốn tiếp tục uống máu của hắn. Đây là thanh kiếm tà đạo gì? Diệp Tố Tố, người thật là chậm, dù phục thời đứng tại chỗ đợi một lúc lâu mà phàm nhân này vẫn chưa giải quyết xong tên yêu thú đối diện, trong lòng hắn sinh ra bực bội, cuối cùng không nhịn được mà ra tay. Đại sư tỷ sừng sốt. Đại bỉ còn chưa bắt đầu, chớ có tụ tập ở đây nháo sự, trưởng lão chủ trì khoan thai tới muộn, dẫm lên kiếm cất cao dạo cảnh cáo mọi người. Mau chóng giải tán. Quân chúng tu sĩ vốn còn muốn hóng hất thêm nghe vậy chỉ đành phải sôi nổi rời đi. Đại sư tỷ, Ninh Thiền do sắc mặt tái nhợt che trước người giàn hồ, lại khụ ra một mồm huyết. Mùa chỉ là sợ bọn họ không cho luyện khí sư tham gia đại bỉ nên mới báo danh vô danh tông. Sao cũng được, không ai quan tâm, Diệp Tố Tố bước tới vài bước, bỗng nhiên giật xuống túi càn khôn bên hông nàng ta, trong mắt ninh thiền dao co rụt duỗi tay muốn đoạt về đừng nhúc nhích diệp tố tố khóa tay nàng ta lại bằng hữu của ta có một bảo bối bị một con súc sinh đoạt mất túi càn khôn của sư muội vừa lúc lại tỏa ra mùi hương đặc thù của vật đó sau khi nghe thấy lời nàng thì cả người ninh thiền dao liền cứng đờ không biết là vì nửa câu đầu hay là vì nửa câu sau diệp tố tố cúi đầu nhìn túi càn khôn trong tay quơ qua quơ lại làm nàng ta ngửi được mùi hương như có như không đó sau đó lại vươn túi đến trước mặt ninh thiền giao giải cấm chế đại sư tỷ muội không hiểu tỷ đang nói cái gì đôi mắt lộc của ninh thiền giao lộ ra vài phần ủy khuất tỷ đang hoài nghi muội cầm đồ vật của bằng hữu tỷ sao diệp tố tố bật cười một tiếng nghiêng người cái sát vào tai của ninh thiền giao đôi mắt lại nhìn chằm chằm dàn hồ sau lưng nàng ta thứ mà súc sinh đó cướp đi là một quyển trục là một bảo vật có thể truyền tống từ bất kỳ địa phương nào không khéo là quyển trục có một mùi thơm lạ lùng mãi cũng không tan Diệp Tố Tố đứng thẳng người dậy, lấy ra một cái khăn tay, thay Ninh Thiển Giao lao đi vết máu bên miệng nàng ta. Cũng có thể là do tiểu sư muội đã mua thứ gì, đúng lúc dính lên tới. Dịch Huyền nhìn về phía Ninh Thiển Giao, thanh kiếm kia của Du Phục thời vẫn chưa thu lại, đang chữa thẳng vào giàn hồ ở phía sau. Đại sư tỷ, Ninh Thiển Giao hào phóng cười cấm chế trên túi càn khôn. Mấy năm nay muội mua rất nhiều đồ vật, còn có vài thứ là nhặt được ở trong bí cảnh, tỷ thích cái nào cũng đều có thể lấy đi. Đối với loại lời nói chứa giao như thế này Diệp Tố Tố cũng không thèm để trong lòng, nàng cũng chẳng xem đồ vật này nọ trong túi của nàng ta, chỉ dỗi tay thẳng vào sau đó chính xác lấy ra một quyển trục. Cái này là tiểu sư muội nhạt được trong bí cảnh sao, Diệp Tố Tố cầm quyển trục trên tay hỏi nàng ta. Xem ra hẳn là xúc sinh kia đoạt xong đã ném đi. Trái một câu xúc sinh, phải một câu xúc sinh, sắc mặt của giản hồ ở phía sau dị thường khó coi. Ninh thiển giao nắm chặt tay, cuối cùng lắc đầu, muội cũng không rõ lắm ngày mai còn có đối chiến đại sư tỷ tự muội đi trước nàng ta xoay người kéo giản hồ vội vàng rời đi nếu du phục thời không ra tay thì tỷ tính làm sao trên đường trở về dịch huyền mặt vô biểu tình hỏi diệp tố tố thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi diệp tố tố cười đáp nàng cúi đầu thu quyền trục vào trong túi càn khôn định truyền tin cho hoàng nhị tiền bảo hắn đến đây lấy trước khi mọi người tách ra dịch huyền lạnh mặt nhắc nhở tỷ chỉ mới là một kim đan sơ kỳ. Diệp Tố Tố nhướng mày, nàng tất nhiên biết rõ cảnh giới của bản thân, chỉ là nàng hoàn toàn không sợ một chiều lúc ấy của giản hồ, thậm chí còn đã nghĩ tốt nên dùng thần thức đánh trả như thế nào. Thần thức nàng là trời sinh, lúc trước ở vòng sơ loại khi dùng thần thức chữa trị linh phủ nàng đã nắm vững làm sao để điều khiển được chúng, thần thức của Nguyên Anh Trung Kỳ hoàn toàn không so được với nàng. Sư đệ Diệp Tố Tố gọi lại dịch huyền đã xoay người rời đi. để không hỏi chuyện quyền trục sao. Dịch huyền quay đầu, hỏi cái gì tỷ có đoạt đồ gì của muội ấy à vừa rồi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy rõ ràng cảm xúc biến hóa trên mặt của tiểu sư muội tuy rằng thay đổi cực nhanh nhưng một thoáng biểu tình trật vật vì bị phát hiện đó rõ ràng có xuất hiện chắc là vậy diệp tố tố không rõ vì sao nở nụ cười tỷ về viện đây dọc theo đường đi du phục thời đều không nói lời nào cũng không biết đang suy nghĩ cái gì thẳng đến khi gần đến tiểu viện thì du phục thời bỗng nhiên mở miệng người muốn nhận hắn làm tiểu sư đệ sao ai diệp tố tố kinh ngạc một lát mới phản ứng lại đệ nói giản hồ à du phục thời không trả lời phạm nhân này dây dưa với hồ yêu đó lâu như vậy còn không dùng thần thức hắn hoài nghi nàng có tâm tư khác không phải ai cũng có thể làm tiểu sư đệ của ta diệp tố tố rửa tay ra với du phục thời xấu không cần du phục thời đương nhiên đưa tay qua tùy ý để nàng nắm hắn ta rất xấu suy diễn của tiểu sư đệ có chút nhảy vọt khiến đại sư tỷ miễn cưỡng mới có thể theo kịp cái gì lấy lại được quyển trục rồi trong truyền tin ngọc điệp hoàng nhị tiền sau khi nghe xong lời của diệp tố tố thì nhảy dựng lên khỏi ghế hưng phấn nửa ngày mới xoa tay hỏi cô lấy được nó từ đâu thế lúc quyền trục bị đoạt ngay cả thân ảnh của xúc sinh đó trông ra sao bản thân hắn còn không thấy được rõ ràng từ một tiểu sư muội thiên cơ môn nhặt được ở trong bí cảnh Diệp Tố Tố không tiện giải thích bản thân làm sao biết được, nên dứt khoát lấy Ninh Thiền Giao làm cớ. Túi càn khôn của mỗi ấy chứa quyển trục nên có mùi thơm lạ, nhàn nhạt, nhạt. Vậy là nhất định xuất sinh đó sau khi đoạt được đã ném trong bí cảnh, Hoàng Nhị Tiền cũng không hoài nghi lời nói của Diệp Tố Tố. Ngươi đến đây lấy nó đi, Diệp Tố Tố nói. Ngoài ra ta sẽ đưa cho ngươi một tờ danh sách, phiền ngươi chuẩn bị giúp ta những tài liệu ghi trên đó, còn linh thạch thì cứ trừ vào khoản linh thạch chia cho ta, không thành vấn đề hoàng nhị tiền vui dạo dược nói giọt hàn tinh bùn kia sau khi tìm được người mua là thượng khuyết tông thì bọn họ đã được trả một lượng tinh thạch xa xỉ ta còn chờ thiên cơ môn ở đại vì lấy được thành tích tốt để văn đông tài liệu hành cũng được thơm lây hoàng nhị tiền hưng phấn nói tiền cực ta cũng đạt hết rồi đấy diệp tố tố từ chỗ hoàng nhị tiền biết được tin tức tu chân giới đã bắt đầu mở ra cá cược tông môn nào sẽ thắng đại bỉ người đặt bên nào diệp tố tố hỏi hắn hoàng nhị tiền khụ khụ côn luân vừa rồi còn nói muốn thơm lây ta còn cho rằng ngươi đặt thiên cơ môn diệp tố tố kinh ngạc hôm nay ta đặt liền hoa nghị tiền nói cô đã tìm về quyền trục giúp ta đặt đặt ngay ta sẽ đặt toàn bộ vốn liếng vào thiên cơ môn tùy ngươi diệp tố tố chỉ dặn dò hắn nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu năm nghìn người rút tham đối chiến chia ra là mấy đợt đánh dù phục thời cùng dịch huyền đều là đánh vào ngày đầu tiên Lữ Cửu và Diệp Tố Tố ở ngày hôm sau. Trời vừa sáng Diệp Tố Tố liền qua gõ cửa phòng tiểu sư đệ, kéo người từ trên giường dậy, mang đến sân thi đấu. Tiêu điểm của ngày thứ nhất chính là cặp đấu của Lục Trầm Hàn và Trương Sơn, cơ hồ tất cả đệ tử của các tông môn đều tới, những người đoạt thứ hạng cao của các phương đều tập trung xung quanh lôi đài đó. Các người cũng tới xem Lục Trầm Hàn đối chiến sao, Mai Cử Nhân nhìn thấy Diệp Tố Tố thì mười phần nhiệt tình sáp lại, thật là có duyên. Diệp Tố Tố Chúng ta tới để thi đấu. Lôi đài của Du Phục Thời ở ngay bên cạnh lôi đài của Lục Trầm Hàn, và cả hai đều là trận thứ hai trong ngày. Mai cử nhân tay cầm một nhành hoa, bám theo nói. Duyên phận của chúng ta không chỉ có mỗi chuyện này. Người đang nói về Nguyệt Nha dạ được thiên đạo chúc nguyện sao, Diệp Tố Tố bình tĩnh nói, sau khi biết tên của hắn thì nàng liền biết người mua Nguyệt Nha dạ lúc trước là ai. Về sau nếu có hư hỏng gì ta có thể giúp ngươi sửa một lần, miễn phí. Mai cử nhân tức khắc nói. Quả nhiên người đẹp thì tâm địa cũng thiện lương. Diệp Tố Tố lấy lòng cũng vô dụng, chúng ta sẽ không gia nhập Hợp Hoan Tông. Mai Cửu Nhân nhìn nhìn Diệp Tố Tố, lại nhìn nhìn Du Phục Thời, thở dài một tiếng nói: "Nguyện vọng cả đời của ta chính là tu chân giới không có người xấu xí, nếu các ngươi gia nhập Hợp Hoan Tông thì lực lượng của chúng ta liền lớn mạnh thêm vài phần, cách nguyện vọng của ta lại gần hơn một bước." Diệp Tố Tố: "Sư phụ nói không sai, người Hợp Hoan Tông xác thật là hết thuốc chữa." sư huynh lục trầm hàn đánh chưa nhan hảo nhảy xuống từ một lôi đài khác vội vã chạy tới hiển nhiên là vừa mới đối chiến xong nhìn thấy du phục thời cùng diệp tố tố thì hai mắt nàng ta liền phát sáng thở ra một câu ý đúc mai cửu nhân thật là có duyên diệp tố tố thậm chí còn hoành nghi đệ từ hợp hoan tông luyện qua công pháp gọi là thuật làm quen sức sẹo lúc này hai lôi đài đầu tiên vừa vặn một trước một sau đã kết thúc đến phiên loạt đầu thứ hai diệp tố tố lấy ra một túi linh thạch đưa cho du phục thời phòng ngừa lát nữa hắn cần đến. Du phục thời nhận lấy, chậm gì gì kéo khớp huyết kiếm bước lên lôi đài. Ở một lôi đài khác, lục trầm hàn từ xa ngự kiếm bay tới, chỉ xẹt qua một đạo tàn ảnh, đợi mọi người định thần nhìn kỹ thì hắn đã đứng trên lôi đài. Cẩn thận, Trình Hoài An vỗ vỗ bả vai Trương Sơn nói. Ngày đầu tiên đã có thể xem được lôi đài của đệ nhất Đông Phương và côn luân đệ nhất nhân nên số người vây xem mỗi lúc một nhiều. Trương Sơn bước từng bước lên bậc thang, từng bước như dẫm trong lòng mọi người ngay trận đầu tiên đã đụng phải côn luân đệ nhất nhân cho dù là ai cũng đều sẽ không nhẹ nhàng lục trầm hàn cũng không để trương sơn ở đối diện vào mắt tầm mắt hắn quét một vòng dừng trên người du phục thời ở lôi đài kế bên lục đạo hữu mời trương sơn chắp tay nói lục trầm hàn đứng ở giữa lôi đài một tay cầm kiếm hắn không đáp lời mà chỉ thoáng gật đầu trương sơn kẹp lá phù vào giữa hai ngón tay chủ động công kích nhất phù sinh vạn phù hai tay hắn phóng phù ảo ạt về phía trước giống vạn mũi tên bay về phía lục trầm hàn với áp lực của cái tên côn luân lục trầm hàn mang lại mà trương sơn có thể phát huy như vậy có thể nói đã vượt xa ngày thường nhưng kiếm của lục trầm hàn thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ chỉ xoay tròn vung lên một cái thì tất cả phủ chú đều đã bị hắn phá tan tác nổ tung chưa chủ động đầu tiên thất bại đồng thời thân hình lục trầm hàn thoát một cái liền biến mất trước mắt trương sơn khiến chán hắn không khỏi dịn mồ hôi lục tơ trượt dựng lên hai tay tức khắc mở rộng xoay hai lá phủ chú thành vòng Hạ một lớp chắn ở phía sau lưng, vỏ kiếm của Lục Trầm Hàn đâm vào phù trận của Trương Sơn, linh lực chấn động xung quanh ngư đài. Phản ứng của Trương Sơn cũng đã đủ nhanh nhưng vẫn còn kém một chút, Lục Trầm Hàn cầm kiếm bằng một tay, kiếm chỉ hơi chuyển nhưng phù trận của Trương Sơn liền phảng phất như một khối đậu ngủ bị nhẹ nhàng chọc mở. "Hiện tại nếu ngươi đi xuống thì ta sẽ không đả thương ngươi." Lục Trầm Hàn nói. Trương Sơn không đáp lời, trong bàn tay vươn ra phía sau một lần nữa xuất hiện phù chú nhưng lần này thậm chí cơ hội ra tay hắn cũng không có bởi vì lục trầm hàn vung ra một đường kiếm kiếm ý sắc bén đi ngang đánh về phía trương sơn cả người hắn bị một kiếm này nốc lên cao sau đó lại nhện xuống lôi đài thật mạnh không có một chút lực chống cự nào cách vào sinh kiếm ý thực lực của hắn đã ca hát ủng bố đến mức này trương sơn muốn đứng lên nhưng lại chỉ có thể động đậy được mấy ngón tay hắn nằm trên lôi đài ngay cả đầu cũng không thể chuyển động thậm chí nhìn không tới được lục trầm hàn lục trầm hàn chậm rãi đi đến trước mặt trương sơn duỗi tay bóp nát thông hành đơn của hắn sau đó mở bàn tay ra hất vụn ngọc rơi là tả xuống nơi đài dưới đài một mảnh trầm mặc sắc mặt của liên liên cùng trình hoài an rất khó coi phật tử vạn phật Tông cốc lương thiên đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh này thì bàn tay lần chàng hạt cũng dừng trong một khắc sau đó hắn xoay người rời đi so với bên này thì lôi đài kế bên cực kỳ an tính dù phục thời vừa bước lên đài thì khắp huyết kiếm liền bắt đầu tự lực cánh sinh bản thân đối thủ vốn không quá mạnh nhưng thấy chính mình còn có thể tới lui mấy chiều với thanh kiếm nên cũng cảm thấy tự tin hơn một chút sau đó mọi người dưới đài liền thấy du phục thời lấy ra một cái đệm từ túi càn khôn, hắn vỗ vỗ đệm rồi cứ vậy tự nhiên mà ngồi xuống đả tọa. Lực chú ý của Diệp Tố Tố vẫn luôn ở lôi đài bên này của du phục thời, nhìn thấy hắn đả tọa thì nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, nhưng đầu hỏi từ Trình Ngọc đã đối chiến xong trước đó. Đánh xong có thể tiếp tục ở trên lôi đài hay không? Từ Trình Ngọc khó hiểu. Nhưng tiếp theo sẽ có một cặp khác bước lên thi đấu. Đệ ấy sợ là phải tiến dài, Diệp Tố Tố nói tiến giai từ trình ngọc nhìn về phía du phục thời đang đả tọa trên đài tư thái đoan chính khó gặp tình huống này thì vẫn có thể tiếp tục ở trên đó trưởng lão chủ trì sẽ mở một lôi đài khác tu sĩ đối diện trên lôi đài nhanh chóng bị khắp huyết kiếm đánh bay xuống dưới linh khí xung quanh bắt đầu đổ về phía du phục thời động tĩnh lớn đến nỗi kéo tới vài vị trưởng lão xem xét các trưởng lão nói với nhau vài câu sau đó hạ thêm một tầng kết giới xung quanh lôi đài phòng ngừa có người quấy dày trong tông môn đại bỉ có rất nhiều người luôn nhìn chằm chằm du phục thời cũng đã đánh xong vòng đối chiến hiện tại hắn tiến giai không thể tùy ý quấy nhiễu sao lại đột nhiên tiến giai cũng không thấy hắn đánh ra hoa ra lá gì mà có người khó hiểu chuyện của thiên tài chúng ta bớt hỏi chút đi nói cũng đúng lục trầm hàn bước xuống đài xoay người nhìn du phục thời trên đài kế bên đôi mắt thâm trầm nhìn không ra đang nghĩ cái gì khi hắn rời đi mọi người xung quanh liền chủ động tránh ra một con đường một ngày trôi qua Du phục thời vẫn còn ngồi trên đài tiến giai, không có động tính gì khác. Đại sư tỷ, ngày mai tỷ còn có trận đấu, hạ nhĩ chạy tới nói. Tỷ về trước nghỉ ngơi đi, không cần đâu, Diệp tố tố xoay người hỏi hắn. Có người tìm các đệ để chữa trị pháp khí không? Ba người minh lưu xa tới đây không riêng để xem đại bỉ mà còn tận dụng cơ hội để chữa trị pháp khí cho các tu sĩ khác. Chỉ có vài người của Đông Phương là nguyện ý, còn lại mọi người đều tìm đến trảm Kim Tông và phá nguyên môn hạ nhĩ nói không vội diệp tố tố bảo hắn cứ đi về trước trận của tỷ chính là trận đầu tiên của ngày mai tối nay tỷ sẽ qua đêm ở đây hạ nhĩ từ trước đến nay đều rất nghe lời đại sư tỷ nên nhanh chóng liền rời đi nhưng sau đó đến dịch huyền lại tìm tới hắn cũng không nói lời nào cứ đứng ở bên cạnh diệp tố tố quay đầu nhìn hắn sao không quay về tu luyện tu luyện ở đây cũng vậy thôi dịch huyền nói xong thì thật sự liền ngồi xuống trên sân thi đấu đã sớm không còn một bóng người, chỉ còn hai người bọn họ và một người trên lôi đài. Mặt trời lặn rồi lại mọc, qua đến ngày hôm sau nhưng Du phục thời vẫn chưa có động tĩnh gì, Dịch Huyền đứng dậy. "Tỷ nên đi thi đấu." Diệp Tố Tố ngẩng đầu nhìn thoáng qua Du phục thời trên đài, nói với Dịch Huyền. "Lát nữa ta sẽ quay lại, tìm được lôi đài mình sẽ đối chiến." Diệp Tố Tố bước lên. "Lại gặp nhau rồi." Diệp Tố Tố nhìn thanh niên phủ sư đối diện nói. Khoan đã, mã thượng tấu giơ tay ra nói nhanh trước khi nàng ra tay. Nhờ vào phù pháo ống của cô mà ta giành được thông hành đơn. Ừ, diệp tố tố hỏi hắn. Ngươi còn muốn mua? Mã thượng tấu điên cuồng lắc đầu. Ngày hôm qua ta cho người khác mượn dùng, bị đánh hỏng rồi. Cô có thể giúp ta sửa trước được không? Diệp tố tố sừng sốt. Được, đưa đây ta xem thử. Vì thế có mấy người vốn tùy tiện đến xem đối chiến, thấy hai người trên đài như thế thì không hiểu nổi. Chờ cả nửa ngày mà cứ thấy hai người cứ trụm đầu vào nhau, không thấy hai người động thủ. Các ngươi còn đánh nữa hay không? Mã thượng tấu nhấc tay. Tới ngay tới ngay, các người đừng gấp, chờ phù pháo ống của ta sửa tốt đã. Mấy người dưới đài cạn lời. Bị kiếm tu chém, Diệp tố tố nhìn dấu vết trên phù pháo ống hỏi. Đúng vậy, sư huynh của ta hôm qua bị kiếm tu chém, mã thượng tấu vào đầu. Khiến phù pháo ống của ta cũng bị chém hỏng rồi, trình độ của kiếm tu đó không tồi diệp tố tố lấy từ túi càn khôn ra mấy loại tài liệu để ta ra cố sửa lại giúp ngươi hai người các ngươi ở trên đó chơi đồ hàng à ở dưới có vài người chờ đến mất kiên nhẫn trong đó có một người cả giận nói chờ đó người nọ quay đầu chi hô trưởng lão chủ trì đến đây cử báo hai người này trên lôi đài không động thủ hai người các ngươi cuối cùng có đánh hay không trưởng lão chủ trì không kiên nhẫn nói ông còn muốn đi xem tân phật tử vạn phật tông đối chiến nữa mã thượng tấu nhanh chóng đứng lên đánh diệp tố tố khiêng phù pháo ống theo bản năng nghề nghiệp bỏ vào trong một lá bạo phù để ta thử xem đã được chưa nàng chĩa pháo lên trời nã thử một phát tuy nhiên diệp tố tố quên mất là toàn bộ lôi đài đã được thiết hạ kết giới một tiếng ẩm cực lớn vang lên khiến người trên đài dưới đài đều giật nảy mình nứt nứt ra luôn rồi mã thượng tấu che đầu ngồi xổm trên lôi đài ngón tay chỉ vào vết dạn nứt hiện ra trên kết giới, đã bắc nói. Trưởng lão chủ trì cũng bị dọa nhảy rừng, nhìn chằm chằm phù pháo ống trên tay Diệp Tố Tố, kết giới này chính là tu sĩ hóa thần kỳ dựng lên đấy. Tu sĩ cử báo lúc nãy giờ phút này há hốc miệng, hắn bắt đầu hối hận bản thân quá lộ em ẵng, vạn nhất bị mang thù thì phải làm sao. Phù của cô thật lợi hại, mã thượng tấu đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp tố tố cúi đầu nhìn thoáng qua phù pháo ống, bạo phủ mà nàng bỏ vào là phù chú mà nàng đã vẽ trong lúc nhàm chán đêm qua có vẻ là uy lực của nó còn mạnh hơn trước mã thượng tấu lặng lẽ ôm lại thanh phủ pháo ống của mình còn đưa một ít linh thạch cho diệp tố tố mà ta nói này ta có thể không đánh được không không thể đánh sao vừa rồi diệp tố tố nghe hắn nói một đống lời nói như vậy còn muốn sửa phủ pháo ống nên nàng còn tưởng rằng hắn muốn đại triển thân thủ sư huynh của ta hôm qua đã bị chém đến bán thân bất toại tương lai ta còn phải dưỡng huynh ấy, còn phải lo hậu sự cho sư phụ của ta nữa, không thể cũng bị phế đi. Mã thượng tấu ném trả lại thông hành đơn cho Diệp Tố Tố, chạy đến bên rìa lôi đài, gõ gõ lên kết giới, nói với trưởng lão chủ trì bên ngoài. Thả ta ra ngoài, bỏ quyền, ta bỏ quyền. Kết giới vừa mở ra, mã thượng tấu khiêng phủ pháo ống lập tức chạy nhanh như chớp. Trên đường quay lại lôi đài của du phục thời, Diệp Tố Tố đụng phải lữ cửu vừa mới đấu xong. Diệp Tố Tố, cô đối chiến sao rồi? Không đánh. Lữ cửu cho rằng đã xảy ra chuyện gì gì. Sao lại không đánh? Hắn bỏ quyền, Diệp Tố Tố nghĩ nghĩ lát nữa cải tạo phù pháo ống thử xem. Thì ra là vậy, Lữ cửu thở vào một hơi. Vậy là vòng một tất cả đệ tử thiên cơ môn đều qua. Hai người đang nói chuyện thì trên trời nơi xa đột nhiên hiện ra kim quang. Diệp Tố Tố nhíu mày nhìn về phía đó, đó là phương hướng ngư đài của du phục thời.